Chúng ta cùng nhau vào ví dụ số 1. Trên 3 tia UX, UUZ vuông góc với nhau từng đôi một. Lần lượt lấy các điểm ABC sao cho OA bằng A, OB bằng B và OC bằng C. Giả sử điểm A cố định, còn BC luôn thay đổi nhưng luôn thỏa mãn OA bằng OB cộng OC. Thể tích của khối tứ diện OABC lớn nhất là. Bài toán cho chúng ta mới kết quả. Bài toán này thì chúng ta cũng không cần vẽ hình. Vì ở đây là loại OABC đúng không? Đó là tứ diện vuông đúng không? Thì thể tích của OABC thì có vuông góc với nhau từng đôi một, OA, OB, OC vuông góc với nhau từng đôi một thì thể tích sẽ bằng 1/6 OA nhân OB nhân với này OC, được chưa nào? Thế thì bằng 1/6 này OA, OB, OC là ABC đi. Rồi. Bây giờ chúng ta cần phải tìm thể tích của khối tứ diện OABC. Đó, thì bây giờ em phải dùng bất đẳng thức thôi, đúng không? Ta sử dụng cái dữ kiện này. A cố định còn BC thay đổi nhưng luôn thỏa mãn. OA thì bằng OB cộng OC, có nghĩa là A thì bằng B cộng C. Đấy, thì ta sẽ sử dụng bất đẳng thức nhé. Em chú ý cái này này, nhắc này này. X nhân Y này thì nhỏ hơn bằng X cộng Y trên 2 tất cả bình phương, chơi nhau. Đây là bất đẳng thức AMGM. Đấy. Và dấu bằng đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x bằng y của siêu hàng số. Thì bây giờ ta thấy này, đây là a, đây là x y này đúng không? Thì để 1/6 này a này, b nhân c, b nhân c sẽ nhỏ hơn bằng b cộng c trên 2 tất cả bình phương. Thì cái này bằng ta viết luôn nhá, viết nhỏ hơn đồng bằng luôn nhá, không tách ra nữa. Nào, b nhân c thì nhỏ hơn bằng là b cộng c trên 2 tất cả phương. Các bạn hiểu chưa nào? Đấy. Mà b cộng c này bằng a, bài toán cho. Như vậy là a bình phương đúng không? A bình phương trên 4 thì cái này nó sẽ bằng 1/24 a mũ 3. Rồi. Đúng chưa nào? Là a mũ 3 này, a mũ 2 nhân a mũ 1 và a mũ 3 là 4, 4624. Như vậy thể tích đạt giá trị lớn nhất khi nó bằng 1/24 a mũ 3. Đấy. Về bắc bằng 1/24, có nghĩa là a mũ 3 trên 24, được chưa? Đẳng thức xảy ra. Cái này là mình chú ý cái này thôi nhá. Nhắc lại cái này cho một bạn.